Chào các bác, hôm qua thì cái clip của em cũng nhận được sự quan tâm của một số bác. Đấy, thì hôm nay em sẽ làm tiếp một cái clip nữa để chia sẻ với các bác cái cách của em để photo quyển sách. Đây, ở đây em có quyển sách ngữ văn 9 tập 1. Bây giờ chúng ta sẽ photo cái quyển này. Photo quyển này. Thế thì đầu tiên là các bác sẽ chọn vào đây, cái nút này. Đúp trên combine, em chả biết đọc nào, series. Đấy. Chọn vào nút này. Ở đây thì các bác ấn tiếp vào book sách. Đấy. Các bác quan tâm vào hai cái nút đây, cái phía bên này. Thì ở đây thì nhiều bác sẽ chọn vào cái bên trên này để làm này. Nhưng mà em sẽ không chọn vào cái bên trên mà em chọn vào cái bên dưới. Đấy. Chi tiết tại sao thì để cuối clip em nói, cái đấy cũng không quan trọng lắm. Đấy chưa? Đấy, bây giờ thì sẽ xem đến cái cỡ của quyển sách này. Thì mình sẽ phóng cái quyển sách này lên hết cái tờ A4 luôn. Cái này đang đuối hơn tờ A4 một chút. Mình sẽ phóng lên hết tờ A4 luôn cho nó đẹp. Thì đây nó chưa đến B5. Cạnh này đo ra thì nó cũng chưa đến B5. Chưa đến B5 vậy thì mình sẽ phóng nó vào khoảng 125%. Cách B5 một chút. Cái này áng chừng thôi. Làm mấy lần thì quen rồi nhớ. Đấy. Phóng lên 125%. Đây em phóng lên 125%. Ok. Rồi, bây giờ chạy. Bấm một lần, chạy máy sẽ chạy hai lượt, hai trang luôn. Làm cái kiểu này thì cái trang đầu tiên các bác cứ bỏ đi, mình không quan tâm cái trang đầu tiên. Đấy, không quan tâm trang đầu tiên nhưng mà mình cứ lật tiếp. Lật sách tiếp làm trang thứ hai, cái trang đầu tiên mình không quan tâm. Cái trang đấy là trang bỏ đi. Đấy, bỏ đi. Trang thứ hai. Đây, ra đây rồi. Đấy. Đây là một tờ hoàn chỉnh. Có một cái vấn đề là cái mặt sau này thì nó đang sát lề quá. Đây cạnh bên này đang sát lề quá, sát mất cả chữ. Không đóng được. Bên này thì lại thừa ra vệt đen. Đấy, mặt trước này thì coi là ok rồi, khá là ok rồi. Lề lối là đủ đóng rồi. Nội dung không bị mất. Vậy thì bây giờ sẽ tiến hành căn lại lề. Các bác khi căn lại lề các bác chọn vào cái edit stem này. Đấy. Đấy, ở đây các bác chọn vào margin adhesive, margin adjustment đấy. Chọn vào đây. Ở đây thì nó có cái canh lề đây, nó có canh lề mặt trước này, front này, lề mặt sau là back này. Cái mặt trước thì được rồi, mình không căn nữa, mà mình sẽ căn cái mặt sau. Mặt sau đây. Đấy, mình đang lề mình đang thừa bên trái mà mình lại cần lề phải. Đây mình sẽ đẩy nó sang bên trái. Đẩy nó sang bên trái, ở đây em sẽ đẩy lên khoảng 2 phân. Đẩy lên khoảng 2 phân, ok. Ok rồi. Đấy, đẩy lên khoảng 2 phân, bây giờ mình sẽ làm. Vẫn phóng 125%. Đẩy lề đi, đẩy lề sau đi khoảng 2 phân. Đấy. Cái tờ đầu tiên thì mình cũng bỏ đi. Lật tiếp. Tờ đầu tiên nó chỉ có một mặt thôi. Bỏ đi. Làm từ đầu nó sẽ ra một tờ trắng. Đây, kết quả thu được đây. Đẹp gần như là in luôn. Các bác nào thích thì cắt cua đi một tí nữa là hết cái vệt đen. Hoặc là ép sách chặt xuống. Số trang nằm ở phía bên ngoài, trang 67 đây. Đây là trang 68. Đấy. Lề đây thì các bác thích thì đẩy thêm lên một tí cũng được. Đấy. À đây nó hơi mất chữ một chút thì khả năng là hạ xuống 124% là ok. Đấy. Đây là cái phần chia sẻ của em đến đây là hết. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Cuối clip thì em sẽ nói thêm một chút về cái việc có hai cái tính năng mà lúc đầu em nói đấy. Nhiều bác sẽ chọn vào cái bên trên. Đây, còn nhiều bác sẽ khi mà làm cái này thì nhiều bác sẽ chọn vào cái này. Làm cái này thì số trang nó sẽ bị quay vào trong gáy. Đây cụ thể ở đây thì mình nhìn hình ở đây là trang 1 này, đây là trang 2 này, nó sẽ ghép thành một tờ hai mặt đây. Đấy, thì khi mà đối chiếu lên quyển sách này, ví dụ đây là trang 68 này và trang 69 này, nó sẽ ghép lại thành một mặt này, 68 mặt trước này, 69 mặt sau này. Nhưng mà thực tế trên quyển sách này thì 68 này là trang mặt sau, 67 là trang mặt trước, 67 trang mặt trước, 68 này là trang mặt sau, 69 này lại là mặt trước. Đấy, đến trang 70 mới là mặt sau. Đấy thì nếu như mà nó lại ghép 68 vào trước này, 69 vào sau này thì số trang nó sẽ bị quay vào gáy. Làm bằng cái chế độ phía trên này, số trang sẽ bị quay vào gáy. Làm bằng cái dưới này thì nó sẽ ra đúng như quyển sách này luôn. Các bác lưu ý thì cứ tờ đầu làm bằng cái này thì cứ tờ đầu tiên mình bỏ đi.
Đấy, nếu mà làm từ đầu quyển sách, làm từ cái trang bìa này, đây làm từ đầu quyển sách thì cái trang đầu tiên nó ra trang trắng, mình cứ bỏ trang ấy đi. Đấy, mình vẫn lật sách tiếp và mình làm tiếp theo. Đấy. Cái phần chia sẻ của em thì đến đây là hết. Chúc các bác thứ 6 rồi, mai cuối tuần rồi, chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Em cảm ơn.